Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp nhận 600 tập cần có cái hiệu là Uniswap. Nhưng mà cái này là từ một cái sàn Uniswap nâng cấp mấy tất cả anh em. Đây là website của nó nè. Rồi, để mình check thông tin cho tất cả các anh em. Thì mình thấy cái website này mình làm cái video này hướng dẫn tất cả anh em luôn nha. Rồi để tham gia giá tất cả anh em đích cái phần mình bấm nút start chat chatbot nè. Anh em chờ lót giá chút nha. Rồi anh em khi tham gia gián này anh em nhận được 300 token có cái hiệu là rồi anh em bấm tiếp continue lướt cấp trang. Nói mình 16 bằng anh em, mình bằng 19 rồi anh em gửi cho bot nè. Anh em chờ lót gián chút xíu nha. Rồi anh em bấm vào vô này khá là một máy rồi sao cái máy nó chậm quá anh em ơi, nó không phản hồi nữa. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì anh em vào mà kiểm tra website nha anh em. Rồi anh em nhiệm vụ thứ đầu tiên anh em vô anh vào kênh group nữa nè. Rồi nhiệm vụ thứ hai anh em join vào kênh channel nữa nè. Rồi anh em chờ lót chút xíu nha anh em. Đây nó có con chắc rồi nè. Nó có con chắc trên này xe thì can nè. Nên mình làm cái video này luôn. Rồi anh em bắt đầu. Rồi nhiệm vụ thứ ba là anh em follow theo world và retweet tag 5 người bạn nha anh em. Anh em chờ lót đến theo world của mình nha anh em. Rồi theo world thì anh em theo dõi nè. Bấm chuông luôn nha anh em. Nhận tất cả thông báo luôn nè. Rồi anh em lướt xuống tìm bài một bài dự án đó, bài này nè các anh em like bài đầu tiên đi. Rồi anh em like bài này nè, anh em test lại đi tiếp cho comment nha các anh em. Rồi anh em tag 5 người bạn của mình vào a cộng vs. Rồi anh em tag chào người gì đi. Rồi anh em tag 5 người bạn em bấm test lại nha các anh em. Rồi anh em bắt đáp lại. Bên này. Bên này. Phải cái bài dự án không các bạn? Phải gọi các bạn like nữa. Rồi tất cả anh em bắt đáp lại đi nha các anh em. Rồi tất cả anh em bấm vào don don đi don đi ta. Rồi anh em tại rồi anh em mở ví chút wallet ra tất cả anh em lấy địa chỉ gì để hack tất cả anh em. Rồi tất cả anh em chờ chút nhé. Em vào đây có mấy cái kỳ cục lót cầm gì thiệt. Rồi anh em xuống đây copy địa chỉ anh để hack này các anh em. Rồi anh em sao chép nè dài anh để hack cũng lên cao quá anh em. Rồi tất cả anh em bắt vào đây cái này này. Rồi anh em gỡ nha các anh em. Anh em rồi anh em bấm vào get link balance để coi mình nhận bao nhiêu token nha các anh em. Rồi mình đã nhận được 600 token này các anh em. Rồi anh em bấm vào withdraw coi các anh em, nó coi nó có điều kiện không nha. Theo thông tin thì ngày 31 tháng 10 nó kết thúc với tất cả anh em. Chào bó đó chút rồi. Rồi, nó nói là ngày 31 tháng 10 cái ai góp này xe nghe tất cả anh em, vậy video mình kết thúc. Anh em gặp cái video này nên làm việc tất cả anh em. Vì chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn tất cả anh em vào những video clip tiếp theo từ